Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Công Trình và trong cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cái laser khí Heon Neon. Và bạn có thể tải cái file mềm tôi để ở phía dưới phần mô tả. Đấy. Để chúng ta nắm bài học nó cụ thể hơn. Và chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu laser khí nó có những cái đặc điểm chung sau đây. Đó là môi trường hoạt tính là khí trung hòa, có thể là plasma, khí phóng phóng điện, nghịch đảo mật độ cư trú được thành lập trên các mức kích thích của nguyên tử ion hay là phân tử cô lập, độ rộng vạch thì nó phổ hẹp. Laser khí có chùm bức xạ định hướng cao và độ đơn sắc là lớn, và máy phát laser khí thì nó thường có những cái kích thích lớn, nó có cái kích thước rất là lớn, đúng không? Laser Heon Neon nó là cái laser phổ biến nhất từ trước tới nay, với cái phương pháp bơm đó là va chạm không đàn hồi, loại loại hai cộng hưởng, là va chạm trong đó thế năng của hạt đang ở trạng thái kích thích sẽ truyền cho hạt khác dưới dạng là động năng hoặc là thế năng. Đấy. Vậy thì cấu tạo và hoạt chất được sử dụng nó như thế nào, chúng ta tìm hiểu này. Này, hoạt chất là một ống phóng điện chứa chứa khí heon và neon đạt cái tỷ lệ là 1:4, đúng không? Để tạo ra cái bước sóng là 632,8 nanomet, và chính vì vậy đây là một cái laser có 4 mức. Và 4 mức như thế nào thì chốc nữa sẽ tìm hiểu. Buồng cộng hưởng thì gồm có hai phương gương phản xạ R bằng 100% và R bé hơn 100%. Tức là bán kính của nó ấy, bằng 100% hoặc là bán kính bé hơn 100%. Cấu tạo gồm có ba bộ phận: plasma tuber và optical và nguồn nguồn của nó. Thì chúng ta sẽ xem cái cấu tạo của cái thành phần chính của nó sau đây. Và đây chính là cái plasma tuber heon. Đây là cái thành phần plasma tuber của heon neon laser. Vậy thì thành phần chính của nó là gì? Đó là một cái ống trong có đường kính là xấp xỉ 2 mm và dài là từ 10 đến 100 cm. Đó là ống trong nhé. Còn ống ngoài thì đường kính nó là 2,5 cm. Hỗn hợp khí thì gồm có helium và neon là từ tỷ lệ là 5:1 cho đến 20:1. Áp suất khí thì nó là 0.01 atmosphere, và điện cực thì được nối với cái nguồn cao áp khoảng độ là 1.000 V để đảm bảo cho sự phóng điện của khí. Đây là cái sơ đồ mức năng lượng laser heon neon. Chúng ta có thể thấy này, nó có 4 mức năng lượng. Đấy. Và tương ứng với các mức năng lượng thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có một cái giá trị khác nhau. Chúng ta có thể quan sát cái sơ đồ sau. Đây là cái quá trình của nó. Và chốc nữa chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn cái quá trình đó. Vậy thì vai trò của khí heli là gì? Khí heli nó dùng để tăng hiệu suất bơm là xấp xỉ là 200 lần nhờ hiệu ứng là truyền năng lượng. Vì heli ấy, nó thường hấp thụ tốt sóng bơm, heli có mức năng lượng kích thích tương tự như mức kích thích của neon. Đặc điểm là nó thường phát bức sóng là 632,8 nanomet. Và điện áp nguồn nuôi nó xấp xỉ là 1.000 V, dòng điện phóng vào ống khí là xấp xỉ là 10 microampere. Chúng ta có thể quan sát ở đây nhé, từ E5 xuống E4, từ mức năng lượng E5 xuống E4 thì nó là 3,39 nanomet. Đây chúng ta sẽ quay lại cái hình sau. Đây chúng ta quay lại hình này. Và tương tự như thế, từ 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 E3 xuống E2 là 1,15 micromet.
Cái quá trình truyền năng lượng nó như như sau: laser, heli, neon hoạt động dựa trên cơ sở là năng lượng truyền kích thích, năng lượng kích thích cộng hưởng giữa nguyên tử heli và neon. Khi có một trùm tia điện tử với gia tốc va chạm với hệ nguyên tử heli, thì nhờ va chạm trực tiếp này mà các nguyên tử heli ở trạng thái cơ bản sẽ được chuyển lên trạng thái kích thích, được kích thích chuyển lên trạng thái là siêu bền. Đây, chúng ta có thể sẽ quan sát thấy này. Và khi nguyên tử heli đã được kích thích này va chạm trực tiếp với nguyên tử neon, heli mà nó va chạm với neon thì nó sẽ truyền năng lượng kích thích để đưa nguyên tử neon lên trạng thái năng lượng cao hơn. Do đó thì cái trạng thái siêu bền của heli nó rất gần với năng lượng của neon. Chính vì vậy mà cái hiện tượng truyền cộng hưởng năng lượng kích thích sang sang neon. Như vậy thì neon nó chỉ đóng cái vai trò nó là chất đệm truyền năng lượng kích thích cho neon thôi. Còn quá trình nghịch đảo mật độ cư trú thì nó xảy ra ở ở neon. Chúng ta quan sát lại cái sơ đồ nhé. Đây. Đấy, nó truyền năng lượng sang, nó chuyển heli nó chuyển sang mức năng lượng siêu bền, sau đó nó sẽ va chạm với neon. Và cái quá trình nghịch đảo mật độ cư trú thì nó xảy ra ở ở neon. Cũng chính vì vậy mà heli nó đóng vai trò chỉ là cái chất đệm thôi, chất đệm nó truyền năng lượng kích thích thôi. Đấy. Vậy thì duy trì bơm điện sẽ xảy ra hiện tượng là nghịch đảo mật độ cư trú giữa các mức là 5S, 4S với 4B, 3B của neon. Các nguyên tử neon nó ở trạng thái là 3B, do va chạm với thành mình nó xảy ra dịch chuyển không bức xạ xuống mức năng lượng cơ bản, và kết quả là ta thu được một cái bước sóng có chuyển dịch là 5S 4B cho là dây bước sóng là 3390 nanomet bước sóng hồng ngoại, hoặc là 5S 3B cho laser ở bước sóng là 632,8 nanomet nó thuộc vùng ánh sáng đỏ, hoặc là 4S 4B cho laser bước sóng là 1150 nanomet tức là hồng ngoại. Nhớ nhá, nhớ ở đây này, duy trì bơm điện sẽ xảy ra hiện tượng nghịch đảo mật độ cư trú giữa các mức là 5S, 4S, 4B và 3B của neon chứ không phải heli nhé. Và cái gương của cái laser neon heli ấy, thì cái bộ cộng hưởng hóa học nó cũng được thiết kế để cho cái độ phản xạ thấp đối với bước sóng là 3,39 micromet và 1,15 micromet. Do đó photon của bước sóng này sẽ được loại bỏ. Vì vậy, các photon có bước sóng là 6.328 angstrom sẽ được phản xạ qua lại hệ thống cộng hưởng quang và kích thích neon sẽ phát xạ một cái photon mới đồng pha và nó đạt ngưỡng ngưỡng phát. Thì các photon có cái bước sóng mà 632,8 nanomet ấy, sẽ xuất hiện qua gương phản xạ một phần ra bên ngoài tạo thành cái laser là heon neon. Như vậy ấy, thì qua cái dòng này chúng ta có thể thấy đó là photon ấy mà có bước sóng khoảng tầm là 3,39 micromet và 1,15 micromet thì nó sẽ bị loại bỏ, và riêng cái bước sóng 6.328 angstrom ấy thì nó sẽ được phản xạ qua lại trong cái hệ thống cộng hưởng của cái laser heli neon này. Đấy, và chính vì vậy khi mà nó phát xạ ra ra bên ngoài ấy, thì nó sẽ tạo thành cái laser heli neon đạt bước sóng là 632,8 nanomet. Chúng ta vào cái phần ứng dụng của laser heli neon thì nó dùng để điều trị một số bệnh trong trong chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, điều trị viêm loét giác mạc, đúng không?
Vậy thì những cái bức xạ laser mà có màu đỏ ấy, bức sóng tầm 632,8 nanomet có độ chói phổ cao thì nó sẽ được dùng với cái vai trò là cơ sở điều trị luôn. Cơ sở của chúng ta là chúng ta sẽ áp dụng những cái bức sóng này. Thì khi mà nó vào cơ thể của chúng ta ấy, nó sẽ được hemoglobin và melamin, hematobilirubin và các chất dẫn xuất hấp thụ mạnh mẽ. Đấy. Thì nó sẽ xảy ra cái phản ứng là quang học mạnh mẽ, hoặc là nó sẽ phá hủy các tổ chức đó. Và từ đó thì nó có thể tác động, từ đó nó có thể tác động đến cơ thể của chúng ta. Cái độ xuyên sâu bức xạ của laser này thì nó rất là bé. Đấy. Ở cái tổ chức mô mềm của cái cơ thể của chúng ta ấy, độ xuyên sâu của cái laser heli neon này nó tầm khoảng là 2,5 nanomet thôi. Ngược lại ở môi trường không hấp thu cái bức xạ này thì nó có thể đi xuyên qua môi trường một cách dễ dàng để tới các cơ quan sâu như là mắt chẳng hạn. Đấy. Thì như thế chúng ta vừa học cái laser heli neon này, chúng ta biết ứng dụng của nó trong con mắt, tai mũi họng. Nó thường dùng bức xạ có màu đỏ, có bức sóng là 632,8 nanomet. Đấy. Và có độ xuyên sâu là rất bé. Chúng ta biết được cấu tạo của nó. Chúng ta biết được cấu tạo của nó, chúng ta biết được năng lượng bức sóng của nó. Chúng ta biết được hoạt chất của nó. Đấy. Chúng ta biết được ba bộ phận chính của nó là gì. Như thế là chúng ta đã nắm được khái quát và từng phần cụ thể của cái laser helium neon này rồi. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài học ở đây.